Ôi trời ơi, thơm lắm các bạn ạ. Sầu riêng chín rồi, sầu riêng chín các bạn ơi. Nhưng mà không phải trái sầu riêng đâu. Chỉ còn có mỗi cái vỏ thôi các bạn. Vỏ sầu riêng. Mình nhặt được một xe đây rồi các bạn ạ. Đây này các bạn này. Những cái vỏ riêng to như vậy á, mà mình cho xuống đất, chỉ có vòng nửa tháng trời thôi mà nó đã nát ra như này các bạn. Đây này, nát mục hết ra, mềm hết ra này các bạn này. Làm phân rất là tốt các bạn thấy không? Mình bóp một cái là tan ra này. Đấy là mình chỉ để nắng mưa chứ mình không chôn xuống đất đây này. Nát vụn hết ra thành phân rồi đây các bạn. Đấy, đó các bạn thấy không? Thành phân hết thì mình bóp nó. Bóp nhẹ như này là nó cũng tan hết ra rồi này. Đó, mình đợt trước á, mình để cả đống đây các bạn ạ. Này, những cái vỏ nhìn nguyên si gai góc như này thôi. Nhưng bây giờ mình bóp ra này là nó mềm hết ra các bạn ơi. Mềm thành phân hết rồi. Mà chỉ qua một thời gian ngắn là không lâu lắm đâu. Bóp ra là thành phân hết rồi, vụn hết ra các bạn ạ. Tơi xốp hết rồi này. Đó, vừa tạo độ tơi xốp cho đất, lại vừa làm phân cho cây. Cho nên là cái đám khoai môn này của mình nó mới tốt ra như này đấy chứ. Tốt lắm. Chứ mình có bón phân gì đâu. Đây nữa các bạn này. Này, nhìn cả miếng như này thôi. Bóp ra nát hết. Đấy, mình không có đeo vào tay. Mình bóp để cho các bạn thấy cái độ mềm của gai sầu riêng giờ nó mềm hết rồi này. Đấy. Đấy. Nát vụn hết thành phân rồi các bạn. Lúc trước mình để cả một đống đây đấy mà bây giờ nó thành phân hết như này. Và cuối cùng là cái dãy khoai của mình này nó tốt. Những cái lá tốt quá mình phải cắt bớt đi để tạo củ đây các bạn này. Nó tốt quá cơ. Cả một cái bờ khoai của mình mỗi khi mình quay đấy. Đây này, những cái lá nó cao cả hơn mình 1,5 mét, hơn 1,5 mét luôn đấy các bạn. Cái bụi khoai tốt lắm. Mình phải đi cắt hết đi này. Nó tốt quá cơ. Cắt hết những lá to rồi. Bụi nào bụi đấy rất là to. Đây các bạn này, một bụi khoai này. Mình chỉ có đắp cái, mình chỉ có đắp cái vỏ sầu riêng rồi đấy các bạn. Mà nó đẻ không biết bao nhiêu con đây này. Những cây con đây này. Nhiều cây con này là nhiều củ đấy. Tốt lắm. Cắt hết lá đi đấy. Cho nên bây giờ mình sẽ mang ra để mình chôn xuống đất. Lần này mình chôn xuống đất chứ mình không để như này nữa. Bởi vì bây giờ vào mùa khô rồi. Là mình sẽ chôn xuống đất thôi. Không biết ở những chỗ các bạn trồng sầu riêng như thế nào. Và ở mình á, đến mùa sầu riêng này á, thì nhiều lắm các bạn, bán đầy đường. Và họ cứ lấy bữa nay á, người ta là lấy những, khi người ta mua á, là người ta nhờ người bán hàng lấy luôn những cái múi sầu riêng ra rồi để vào hộp mang về. Còn cái vỏ sầu riêng là nó rất cồng cành và có gai, nên mọi người không muốn mang về đâu các bạn ạ. Thế là họ để lại ở bên lề đường á, mình mới đi lấy về. Các bạn ơi, đầu tiên mình không biết đâu. Có một lần mình thấy nhiều quá, mình cũng lấy về và mình bỏ vào cái chỗ đám khoai của mình các bạn. Điều bất ngờ xảy ra là mình cứ bỏ đấy vào mùa mưa, mình không chôn xuống đất đâu. Và bất ngờ là cái vỏ sầu riêng nhìn nó gai góc xù xì và dày như thế này, nhưng nó lại phân hủy cũng tương đối là nhanh các bạn ạ. Chỉ qua mấy đợt mưa thôi mà mình ra mình thấy những cái vỏ sầu riêng nó nhũn hết ra. Và cái đám khoai của mình nó tốt lên các bạn ạ. Cái bờ khoai của mình nó tốt là nhờ cái vỏ sầu riêng này đấy. Do vậy hôm nay mình lại đi nhặt cái vỏ sầu riêng này để mình chôn xuống đất. Mình chuẩn bị trồng rau bắp cải và các loại rau các bạn nhé. Bây giờ mình đi đem đi chôn đây. Đem vỏ sầu riêng đi chôn lên để làm phân đấy các bạn. Đấy, đến mùa sầu riêng ở Kon Tum, sầu riêng nhiều như này các bạn ạ. Cứ lấy cả bao tải vỏ về này các bạn ơi. Nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ ủ những cái vỏ sầu riêng này thành phân các bạn nhé. Cách làm...
Đó là công việc làm đất, chuẩn bị trồng rau, bắp cải và các loại rau cải của mình đấy các bạn. Bắt đầu chuẩn bị cho vụ rau thu đông các bạn ạ. Mình chuẩn bị đất để cho tạo độ mùn cho đất, tạo độ tơi xốp, độ mùn, chất dinh dưỡng cho đất đã. Xong mình mới trồng rau các bạn. Làm nửa tháng sau mới trồng các bạn nhé. Thế là mình chôn được hết cái đám đất này rồi các bạn ạ. Hết một khu này rồi đấy các bạn. Đấy. Ít nữa mình chỉ còn trồng rau lên trên những cái đám đất mà mình đã ủ cái vỏ sầu riêng này rồi các bạn. Lấp kín hết xuống dưới này rồi các bạn. San bằng rồi. Ít nữa chỉ còn trồng rau nữa thôi. Hai cái luống này. Mình chôn gần hết rồi. Đây này các bạn ạ. Những cái thùng xốp này. Để sau này mình trồng bắp cải vào đây các bạn. Bây giờ mình sẽ chôn những cái vỏ sầu riêng đây, những cái vỏ sầu riêng mình lấy được, mình chôn vào trong những cái thùng xốp này các bạn nhé. Chôn xuống dưới đất cho nó mục ra để độ nửa tháng nữa là mình trồng bắp cải cho nó tốt các bạn. Làm đất đi nữa trồng rau thôi Hằng ơi. Cho nó mưa nốt đợt này nữa xem sao. Đây, cho nó đây. Đấy. Một cái, hai cái. Hai cái là được một bên rồi các bạn. Rồi xong mình lại lấp đất bên này vào. Đấy, như vậy các bạn. Này thì mình để cũng hai cái vào đây, xong mình không lấp đất, xếp hai cái vào đây nữa, đây xếp vào đây, ngửa này lên cũng được đấy, cho nó nhanh tà, nhanh mục cái để nó nhanh mục cái gai này này, mình ngửa nó lên cho nó tiếp đất cái độ ẩm nhiều. Đấy, xếp hai cái vào đây tiếp theo. Rồi mình xếp đây rồi các bạn này, xong mình lại. Rồi. Lại lấp đất nó vào. Cái này lấp sơ sơ thôi. Thế này thôi là nó mục rồi các bạn, mưa xuống á, gặp nước mưa nó mục. Đang còn mưa mình tranh thủ mình chôn đây. Làm hết hai chậu
hai chậu thì hết. Lại đi học về. À đi chơi à? Sướng thế gì á? Sướng nhất hai mẹ con bay. Hả? Nói chuyện hàng xóm. Mưa. Mưa to đấy, đợt này chắc mưa to hằng. Mưa to đấy. Cô chôn cái vỏ này xuống đây cho nó mục ra. Ít nữa đến mùa khô là bắt đầu mình trồng là nó mục rồi. Cho nó tốt đất, đỡ phải tốn tiền mua phân. Không, cái này nó ấy lắm, nó không bị, nó giúp cho đất nên là tơi xốp này, không nhiều chất mùn ấy. Chứ không là trồng mà cứ cho phân hóa học vậy thì nó nhanh bị tàn đất. Cây nó nhanh tàn, cây nó bị nhanh tàn. Bỏ sầu riêng cho vào đây các bạn ạ. Tốt lắm, tốt đất. Ui chú ơi, cái vỏ này nó to mà dày đấy chứ. Còn mấy cái vỏ mình xếp nốt vào cái thùng này. Tí nữa lại đi nhặt nữa. Còn một thùng kia chưa có. Vậy là xong hai thùng rồi. Ủa, lên nó mưa to nó khói hết. Hôm nay thời tiết nó muốn mưa rồi các bạn, nên là nó mờ mờ ra, các bạn thông cảm nhé. Chỗ nào nó quay rõ được thì đẹp, nhưng chỗ nào mờ mờ các bạn xem thông cảm cho mình nhé. Cái cách làm đất của mình, chuẩn bị đất để trồng rau là mình đang mùa sầu riêng. Mình lấy sầu riêng mình chôn xuống để mình làm cho đất nó tốt, tơi xốp, nhiều chất mùn. Tốt lắm các bạn ạ. Hồi là mình trồng bí trong thùng xốp này đấy các bạn. Được ăn rất nhiều các bữa rau bí rồi. Và bây giờ chính cái đất này các bạn nhé, mình lại cuốc lên như này. Cứ cuốc lên. Ủa đất nó còn chất mùn lắm các bạn. Tại đợt trước mình chôn bao nhiêu là rác đây này. Thực tế là nó nhiều chất mùn lắm. Nhưng bây giờ mình tiếp tục mình ủ phân bằng cái vỏ sầu riêng để ít nữa mình trồng rau, các loại rau bắp cải rồi rau, các loại rau vào đây. Thì các bạn cứ đào những cái rãnh sâu xuống cho mình. Đấy. Để mình lấy cái lớp đất này để mình phủ lên đấy các bạn. Và mình ủ ở trong này. Đợt trước mình cũng đã ủ cho trấu này rồi, thịt phân bò này và các loại rác ở đây rồi. Đấy, mình đào được một cái rãnh sâu như thế này rồi. Thì bắt đầu mình cho những cái vỏ sầu riêng này vào các bạn ạ. Nhặt đây. Gai gốc xù xì xuống đây. Đây, cái vỏ này nó rất to các bạn này. Mình ngửa lên thế này cũng được. Mình úp cái gai xuống cũng được, tùy mình thôi. Đấy, mình úp này cũng được. Miễn là cái đất này nó ẩm ẩm các bạn. Đấy, mình cho vỏ to, vỏ nhỏ xen lẫn vào nhau. Sau đó mình lấp đất lên các bạn ạ. Lại lấp cái đất này lên. Để cho nó gọn gọn xuống rồi mình lấp lên. Thùng này nó cũng ẩm ẩm rồi, nhưng mình chờ nước mưa cho thật to. Sau đó mình ra mình sẽ đậy cái nắp lại. Bình thường là mình tưới nước đấy các bạn, tưới cho nước nó ẩm ẩm, cái đất nó ẩm này. Cái đất này nó ẩm thì nó mới phân hủy được những cái vỏ sầu riêng các bạn ạ. Thế cho nên mình chờ một trận mưa to mình sẽ xong và mình đậy vào như thế này. Đấy. Đậy như thế này nó hấp hơi nhá. Nó có độ ẩm trong này, nó cũng hấp hơi nữa. Thì cái vỏ sầu riêng nó rất là nhanh phân hủy các bạn ạ. Rồi, mình làm được mấy chậu rồi đây các bạn ạ. Đây là một cái video mình chia sẻ về cái cách ủ phân từ vỏ sầu riêng để trồng rau các bạn ạ.
Video mình làm đến đây là hết. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn.